Tin mới nhất, bé Hạo Nam đã được đưa lên khỏi mặt đất sau 21 ngày cứu hộ. Sau 21 ngày dốc toàn lực, vào lúc 1 giờ 20 phút ngày 20 tháng 1, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể cháu bé lên mặt đất. Cụ thể, khoảng hơn 1 giờ 20 phút sáng ngày 20 tháng 1, thi thể bé Hạo Nam được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đồng Tháp trục vớt đưa lên. Thời điểm này, hai cảnh sát cứu nạn công an tỉnh Đồng Tháp đeo dưỡng khí xuống độ sâu hơn 25m trong lồng ống sắt bao quanh trụ bê tông nơi bé Hạo Nam 10 tuổi bị mắc kẹt, dùng thiết bị chuyên dụng để đưa thi thể nạn nhân lên. Do trong ống vách nhỏ hẹp, thao tác khó khăn, từng nhóm hai người xuống phải lên để đội nhóm khác. Sau nhiều lượt lên xuống, việc trục vớt mới hoàn thành. Ngay sau khi đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất, các lực lượng đã cùng gia đình thực hiện các thủ tục khâm liệm và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Như vậy, sau 21 ngày kể từ khi bé Hạo Nam gặp nạn, các lực lượng đã đưa được thi thể bé Hạo Nam về với gia đình đúng như dự kiến, đưa thi thể bé trai lên trước Tết. Như đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2022, một nhóm trẻ em lẻn vào công trường cầu dọc Sen và bảo vệ phát hiện yêu cầu ra khỏi công trường. Khoảng 11 giờ 50 cùng ngày, khi công trường đang nghỉ trưa, nhóm trẻ nói trên lại lẻn vào. Sau đó, bé Hạo Nam đã lọt vào trong lòng cọc bê tông có đường kính 25cm, dài 35m. Đến tối ngày 4 tháng 1 năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bỉu chính thức công bố thông tin các ngành chức năng đã xác định bé Hạo Nam không qua khỏi.